đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về sản xuất nông sản nhưng lại thiếu sức cạnh tranh. Diện tích được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn vẫn còn khiêm tốn. Nhiều mô hình sản xuất ở quy mô nhỏ thành công nhưng khi nhân rộng lại thất bại. Nông dân vẫn chưa muốn sản xuất theo tiêu chuẩn vì đầu tư lớn nhưng giá bán không tương xứng. Người tiêu dùng trong nước không phân biệt được đâu là sản phẩm sạch, trong khi nông sản xuất khẩu đòi hỏi theo tiêu chuẩn là một yêu cầu tất yếu trong xu thế hội nhập. Xà lách son là loại rau đặc sản của thị xã Bình Minh, Vĩnh Long, với diện tích canh tác lên đến 110 hectare, lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sản lượng nơi đây cung ứng ra thị trường mỗi ngày từ 10 đến 30 tấn tùy theo mùa vụ. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều loại nông sản khác, giá bán loại rau này không ổn định, giá bán ở chợ là chính. Lúc nghịch vụ, giá mỗi ký rau bán tại rẫy lên đến 60.000 đồng, còn lúc vụ thuận chỉ sắp xỉ 10.000 đồng. Để cải thiện đầu ra, từ năm 2014, ngành nông nghiệp Vĩnh Long đã hỗ trợ cho hợp tác xã cải xà lách son An Toàn Thuận An, thị xã Bình Minh xây dựng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trong đó bao gồm đầu tư nhà lưới, ống bét tưới phun với giá trị là 30 triệu đồng mỗi công. Mô hình này hiện có 31 xã viên tham gia sản xuất trên diện tích 8 hectare. Sau khi thu hoạch, cải xà lách son được sơ chế, đóng gói, gắn nhãn đáp ứng yêu cầu của siêu thị. Dù đã có hợp đồng tiêu thụ, song hợp tác xã này cũng không thể bao tiêu toàn bộ đầu ra. Bởi lẽ sản lượng tiêu thụ của các siêu thị và cửa hàng rau sạch mà hợp tác xã ký hợp đồng chỉ đạt một tỷ lệ rất nhỏ so với sản lượng rau sạch cần tiêu thụ. Trong khi đó, lượng rau sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp có giá bán cao hơn rau thường 30%, nên khó tiêu thụ ở kênh truyền thống là các chợ. Sản phẩm rau sạch đó thì nó an toàn sức khỏe, nhưng mà cái người dân tiêu dùng người ta không có hiểu, người ta chỉ biết cái món đồ rẻ tiền thì người ta mua người ta ăn. Còn cái sản phẩm mình thì nó Việt Gáp thì nó tốn đủ chi phí, thì thường theo mà anh lúc anh sản xuất á thì nó phải tốn kém, thì ra là bao bì đóng gói rồi sơ chế ra thị trường thì nó sẽ tốn tiền hơn, thì cái người tiêu dùng người ta nó không có chịu mua, thì cái phần đó thì cái đó là cái trăn trở của hợp tác xã. Do yếu tố giá vẫn còn mang tính quyết định đối với đầu ra các loại nông sản, sản xuất theo tiêu chuẩn có chi phí đầu tư cao, trong khi đầu ra bị hạn chế, khiến cho việc mở rộng diện tích và sản lượng là không dễ dàng. Bưởi năm roi Mỹ Quà, loại trái cây đặc sản của Vĩnh Long với diện tích 1.200 hectare, sản lượng hàng năm đến 36.000 tấn, từng được thị trường châu Âu ưa chuộng, nhưng nay thì hầu như tiêu thụ nội địa là chính. Nguyên nhân là do giá bán nội địa và xuất sang Trung Quốc hiện có giá khá cao, lại không đòi hỏi quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn. Trong khi bưởi xuất khẩu lại đòi hỏi rất cao về tiêu chuẩn kỹ thuật và quy cách, nên chỉ 1/3 sản lượng đạt yêu cầu. Phần còn lại phải bán chợ với giá thấp hơn, nên nhà vườn không mặn mà. Ban quản trị mới của hợp tác xã này cho biết, bưởi năm roi đã được chứng nhận Global Gap 2 lần. Năm 2015 lại đến hạn tái cấp chứng nhận lần 3. Chi phí hàng chục triệu đồng là một trở ngại, nhưng đầu ra vẫn là quan trọng hơn để hợp tác xã quyết định duy trì dùng nguyên liệu sản xuất theo tiêu chuẩn này. Nguồn nguyên liệu thì dồi dào, nhưng mà về cái đầu ra thì nó là có khó khăn, là cái là bị gì, chế bưởi năm roi đó là nổi tiếng. Trước đây thì mình không có tiêu thụ được đó là trên là cả nước, còn hiện nay bây giờ là nó phổ biến bán trên cả nước từ Nam chí Bắc. Cho nên về phía mà nội địa thì giá nó cũng căn bản chứ không thể như trước đây là nó rẻ được. Cho nên từ cái chỗ đó đó thì chế bưởi nội địa nó giá nó cũng cao. Cho nên về cái xuất khẩu thì nó cũng có hạn chế. Tiềm năng mà nếu mà xuất khẩu chưa có những cái là đơn vị nào mà đối tác mà để là ký hợp đồng với là cái nguồn nguyên liệu của mình đó. Cho nên tới đây là mình phải là nhờ trên là xúc tiến thương mại để có một cái đối tác và đứng làm trung gian để mình xuất đi trên là thị trường châu Âu và châu Á. Sự dễ tính của thị trường nội địa hay sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong khi đó, hội nhập kinh tế sẽ có nhiều hàng hóa cùng chủng loại đến từ nhiều nước với giá cả cạnh tranh hơn và người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn. Thị trường Trung Quốc cũng ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng, nên hàng nông sản phải đáp ứng tiêu chuẩn trong sản xuất. Khoai lang Bình Tân có diện tích 10.000 hectare, lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, nhưng do không sản xuất theo tiêu chuẩn nên thị trường tiêu thụ bao năm qua cũng vẫn là Trung Quốc, giá cả trồi sụt thất thường. Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho khoai lang Bình Tân từ năm 2013.
vận động người dân sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp như là cách để duy trì thương hiệu, nâng cao giá trị cũng rất khó khăn. Mô hình cánh đồng mẫu khoai lang đạt tiêu chuẩn Việt Gáp từ năm 2014 đến nay vẫn chỉ dừng lại ở diện tích 6 hectare. Tập quán sản xuất cũ, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không kiểm soát được, khiến cho doanh nghiệp e dè khi muốn ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Thực hiện theo cái quy trình Việt Gáp, đối với Bình Tân năm 2014 được công nhận là có khoảng 10 hectare. Và đến thời điểm này thì cũng chưa nhân rộng được mô hình, nó có những cái khó khăn nhất định. Cái thứ nhất là do cái tập quán của người nông dân, sản xuất theo cái tập quán cũ trước đây cũng không theo quy trình. Do vậy mà khi tiếp cận những cái quy trình mới, bắt buộc người nông dân đòi hỏi phải có cái tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào quy trình, thành thử ra là người nông dân còn ngán ngại. Cái thứ hai nữa là vấn đề mà tái công nhận Việt Gáp đòi hỏi nhiều cái kinh phí tự chủ của người nông dân. Do cái kinh phí tự chủ như vậy không được đầu tư hỗ trợ từ trên, thành thử ra người nông dân cũng rất là ngán ngại để mà thực hiện nhân rộng cái mô hình này. Tuy nhiên trong cái thời gian tới thì đối với hội nông dân cũng như là các cơ quan chức năng của huyện Bình Tân cũng tập trung cho công tác tuyên truyền vận động nhân dân khi sản xuất khoai lang thì phải theo tiêu chuẩn, theo đúng quy trình chất lượng an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, để sản xuất làm thế nào đó là đảm bảo cái sản xuất khoai lang có thương hiệu. Các thương hiệu nông sản thành công trên thị trường phải gắn với một doanh nghiệp thay vì hợp tác xã. Chính doanh nghiệp hiểu rõ thị trường cần gì để tổ chức sản xuất bằng cách đặt hàng cho các tổ hợp tác hay hợp tác xã. Các câu lạc bộ nông dân của công ty trách nhiệm hữu hạn ADC đến nay đã tổ chức sản xuất được dùng nguyên liệu lúa chất lượng cao ở nhiều tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nông dân được công ty cung ứng giống phù hợp, thổ nhưỡng từng vùng, đầu tư phân thuốc, hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiệu quả cao, chi phí thấp là yếu tố để nông dân thay đổi tập quán sản xuất cũ. Như ở câu lạc bộ này, ban đầu chỉ có hơn chục hộ tham gia, qua 6 năm đã nâng lên hơn 30 hộ với diện tích 37 hectare lúa VD20 chất lượng cao, thay cho giống IR50404 trước đây. Vô cái quy trình của ADC là có phân hữu cơ bò sữa, thành ra cái phân đó lúc mà theo tôi làm đây, tôi bà con năm nay mới làm chừng 2 vụ nay, trước không có làm vậy. Ví dụ 10 ngày mình xả 10 kg còn không có, bây giờ nông dân bón lót trước 5 kg. Rồi 10 ngày sau xả lúa rồi đó là mới giải 10 kg nữa, thành cái lúa nó có chất hữu cơ dưới, cái lúa phát triển nó nhanh hơn. Cái phân hữu cơ này là nó làm bộ rễ nó ra dài, ít đổ ngã, mà cái màu lúa nó không có xanh đậm như các mác loại phân kia, nó ngà mà nó đứng lá, không khi nào nó kéo lá, đỡ con cái là bệnh đau ôn, rồi sâu gầy nó cũng đỡ hơn. 10 năm qua, từ mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Global Gap đầu tiên trong cả nước, diện tích chỉ 150 hectare, đến nay doanh nghiệp này đã có dùng nguyên liệu gần 40.000 hectare sản xuất theo quy trình. Nhờ vậy công ty kiểm soát được chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào. Đây là điều kiện cơ bản để công ty chủ động sản xuất và đưa gạo Việt Nam thâm nhập vào các thị trường mới khi TPP có hiệu lực. Chúng tôi đang tập trung một cái giống gạo là gạo than đen. Thì đối với cái giống gạo này là người tiểu đường ăn được nè. Cái thứ hai là cái giống gạo này có chứa cái chất anthocyanin, là một chất chống ngăn ngừa ung thư rất là tốt. Bên cạnh đó các hàm lượng như sắt, canxi cũng rất là cao. Khi mà người tiêu dùng dùng thì nó sẽ đặc biệt là đối với những người tiểu đường chẳng hạn, thì đem lại cái hiệu quả rất là cao. Thì đối với cái giống lúa ADC đang trồng, đây là một cái giống lúa mà độc quyền của ADC phối hợp với Đại học Tiền Giang để làm, thì đem lại cái hiệu quả rất là cao. Đối với cái thị trường xuất khẩu nói chung hay là thị trường Nhật nói riêng, thì cái vấn đề vô cùng quan trọng đó là cái dư lượng của thuốc bảo vệ thực vật. Thì với cái kinh nghiệm của ADC làm dùng nguyên liệu trong vòng rất là lâu trong thời gian qua, thì chúng tôi thấy mình có đủ khả năng để đảm bảo những cái dư lượng đó không tồn tại trong cái hộp gạo. Tại vì ở đây chúng tôi quản lý đồng ruộng từ hạt giống cho đến cái hạt lúa mà chúng ta đem về qua cái hệ thống nhà máy chế biến cũng là của ADC. Chính vì vậy chúng tôi rất là tự tin trong việc quản lý về cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng như chất lượng của sản phẩm để đem đến người tiêu dùng, không phải là ở Việt Nam không, mà trên toàn thế giới có một cái nhìn nhận khác về hạt gạo của Việt Nam là một hạt gạo chất lượng và an toàn. Sản xuất gạo theo tiêu chuẩn, xây dựng được thương hiệu riêng không những giúp doanh nghiệp nâng cao được giá trị hạt gạo,
mà còn mở ra nhiều thời cơ để hội nhập kinh tế quốc tế. Các hiệp định thương mại tự do là cơ hội cho nông sản Việt khi thuế suất giảm về 0%. Tuy nhiên, đó cũng là thách thức khi các nước nhập khẩu sẽ dựng lên các hàng rào kỹ thuật. Chuẩn bị cho TPP, ngoài tạo dùng nguyên liệu, doanh nghiệp này còn chủ động xây dựng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 cho nhà máy chế biến gạo. Đây là tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm tích hợp giữa HACCP và GMP trong sản xuất thực phẩm, tạo ra sự khác biệt của sản phẩm nhờ kiểm soát được tồn dư hóa chất. Trong số 20.000 tấn gạo mà doanh nghiệp này xuất khẩu từ đầu năm đến nay, có 500 tấn được bán vào thị trường Nhật Bản. Khi TPP có hiệu lực, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ là hai thị trường mà công ty hướng đến bên cạnh thị trường gạo chất lượng cao đóng gói tiêu thụ nội địa. Ở đây sẽ xác định rõ ràng là cái thị trường, mà nói với thị trường trong nước cũng như quốc tế, nó cần rất là những cái nhiều cái tiêu chuẩn, ví dụ như về mặt thiết kế bao bì, cho tới những cái chuẩn bị về dùng nguyên liệu. Chúng tôi chuẩn bị những cái loại giống như thế nào phù hợp và đạt được những tiêu chuẩn mà đề ra. Ví dụ như là công bố chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc và những cái truy xuất được những cái thông số về dư lượng thuốc trừ sâu. Chúng tôi đảm bảo hoàn toàn những cái tiêu chuẩn đó. Và thực tế mà nói, đây là một cái cơ hội cho công ty ADC cũng như là nông dân Việt Nam mình khi mình được tự do xuất đi đến những cái nước khác trong 12 nước của TPP, thì từ 7% thuế suất bây giờ chúng ta bằng 0%, thì đó là một cái cơ hội cho công ty chúng tôi để đưa những sản phẩm chất lượng cao đem đi đến những cái nước khác trên thế giới. Cánh cửa hội nhập sẽ là cơ hội cho nông sản đồng bằng sông Cửu Long xâm nhập các thị trường mới. Tiếp theo chôm chôm và thanh long, từ tháng 10 năm nay có thêm hai loại trái cây là nhãn và vải được nhập khẩu vào Mỹ. Cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức, bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ yêu cầu nông sản nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể với trái nhãn là phải được trồng ở vùng có đăng ký, không có mầm bệnh. Trước khi xuất khẩu, phải được chiếu xạ diệt ký sinh trùng. Từng lô hàng xuất khẩu phải có chứng chỉ về an toàn thực phẩm phía Việt Nam và chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ. Từ cái giai đoạn mà được cấp cái giấy cái mã vùng đó đến rồi cái giai đoạn được ta ký hợp đồng xuất khẩu thì còn rất là nhiều khó khăn. Thì chúng ta phải có doanh nghiệp liên kết và nông dân phải áp dụng đúng cái quy trình kỹ thuật sản xuất theo cái tiêu chí an toàn và phải bao trái trước khi thu hoạch khoảng tối thiểu 3 tuần lễ. Do đó hiện nay thì chúng tôi cũng đang đề nghị bà con nông dân các tổ tập hợp tác sản xuất thì chăm sóc vườn nhãn thật tốt và thực hiện đúng theo cái yêu cầu của phía bên Bộ Nông nghiệp Mỹ quy định. Và một cái điều nữa là hiện nay nhãn tiêu da bò thì cái nó có nhiều nước, cho nên cái việc chúng ta xuất khẩu và bảo quản nó hơi khó khăn. Cho nên thì trong thời gian tới thì Sở Nông nghiệp đang đề xuất xây dựng một số cái mô hình trên các cái giống nhãn khác, ví dụ như là nhãn sùng cơ vàng hoặc là nhãn Ido, để chúng ta tiếp tục được cấp một số cái mã code, mã vùng trên các cái giống nhãn này, thì cái điều kiện mà chúng ta có thể xuất khẩu sang thị trường Mỹ nó sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn. Và nếu được cấp được cái mã vùng xuất khẩu sang thị trường Mỹ thì đây sẽ là cái điều kiện rất là thuận lợi cho cái tỉnh Vĩnh Long chúng ta khôi phục lại các cái diện tích vườn nhãn đã bị nhiễm bệnh, cũng như là chuyển sang trồng một số cái giống nhãn có tiềm năng để chúng ta thực hiện cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo cái hướng là nâng cao giá trị và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Trái cây nói riêng và nông sản nói chung khi hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khác nhau, phù hợp yêu cầu của từng thị trường. Tuy nhiên, diện tích sản xuất đạt chất lượng tiêu chuẩn chưa nhiều. Do vậy, thay đổi tập quán sản xuất cũ bằng việc thay đổi nhận thức của nông dân về an toàn vệ sinh thực phẩm là quan trọng. Đây cũng là yếu tố bảo đảm đầu ra bền vững cho nông sản. Sau 3 thập kỷ đổi mới, Việt Nam có mức độ tự do hóa thương mại ngày càng cao. Việc ký kết hàng loạt các hiệp định thương mại, trong đó có TPP, cho thấy Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Là nước xuất khẩu nông sản lớn, TPP được kỳ vọng là sẽ giúp Việt Nam tái cấu trúc lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và tiếp tục hội nhập sâu và toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực và có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, việc cung ứng và kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ vẫn còn nhiều hạn chế do hệ thống logistics chưa phát triển. Từ đó làm tăng chi phí, giảm sức cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để phát triển hệ thống logistics vùng đồng bằng sông Cửu Long để sản phẩm trong vùng hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu? Đây sẽ là nội dung chính trong chương trình chuyên đề kinh tế tuần tới,
phát sóng lúc 19h45 ngày 23 tháng 11 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Kính mời quý khán giả đón xem.